Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, vậy mà niềm hân hoan đón năm mới đang dần thay bằng nỗi lo dịch bệnh COVID-19. Liên tục những ngày qua, tình hình dịch bệnh được cập nhật liên tục trên tất cả các trang báo. Và trên báo Tuổi Trẻ đăng tải thông tin, các nhà khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu, xét nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 trên 16 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19 ở ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Kết quả cho thấy, 11 trên 16 mẫu này đều có trình tự gen tương tự virus B.1.1.7 được phát hiện tại Anh. Điều này gây lo ngại cho ngành y tế lẫn người dân, bởi biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Báo Tuổi Trẻ thông tin thêm, biến chủng B.1.1.7 được xác định trên nhiều bệnh nhân ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Hiện biến chủng này đã xuất hiện ở hơn 70 nước. Cách đây vài ngày, các nhà khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đã phát hiện chủng virus biến thể mới của Nam Phi trên 2 bệnh nhân là người nhập cảnh. Chiều qua 2 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ. Hiện các ca dương tính đang được cách ly, điều trị tại các địa phương Ayunpa, Iapa, Krompa, Phú Thiện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng, phương tiện phun thuốc khử trùng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Thiện và Krompa. Và song song đó, thì Sở Y tế Gia Lai cũng đề nghị xem xét ban hành quyết định cách ly y tế đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Vì từ ngày 31 tháng 1 đến nay, bệnh viện đã điều trị một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong cả nước. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam phải tập trung hơn nữa thực hiện mục tiêu kép, tập trung phát triển kinh tế bên cạnh quyết liệt phòng chống dịch để đảm bảo cho người dân đón một cái Tết đầm ấm an toàn. Để thực hiện được mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả, báo Vietnamnet đăng tải 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tập trung thực hiện gồm: triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13, quyết liệt dập dịch với tinh thần cao nhất, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 và tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thu hút đầu tư. Thưa quý vị, các thương lái đã hủy giao dịch đòi tiền đặt cọc, khiến cho các hộ trồng đào trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương có nguy cơ bị mất trắng. Đây là ghi nhận của phóng viên báo Dân Trí tại tỉnh Hải Dương những ngày gần đây. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân Trí, thì hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Dương có 275 hectare trồng đào Tết đang trong thời kỳ ra hoa. Sau khi Hải Dương bị phong tỏa do dịch COVID-19, thì nhiều thương lái mua đào đã hủy bỏ giao dịch, đòi lại tiền đặt cọc. Hiện các hộ trồng đào mới bán được 10% hoa đào. Các hộ trồng đào đều đang sốt ruột lo lắng vì nếu không bán được hoa đào thì họ sẽ trắng tay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cũng đã có công văn gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, thương lái, người dân Hải Dương mua đào Tết nhằm chia sẻ bớt một phần khó khăn với nông dân thành phố Hải Dương.